Rồi, hôm nay chúng ta làm chiếc thuyền. Hướng dẫn. Hello. Hướng dẫn các bạn làm chiếc thuyền. Bên tàu thủy. Ừ. Rồi, chiếc đôi là gì nè? Để ra 4 chiếc đôi lại. Chiếc đôi lại tới đây hả? Ừ, chiếc đôi đều nha. Chiếc đôi để ra 4 lại. Chưa xong nha. Chưa xong. Chưa xong. Chưa xong. Chưa xong. Chưa xong. Bà tiếp đâu nữa. Làm gì vậy chồng? Tiếp đeo cho đều dễ làm thôi. Có bằng gấp mà dễ làm thôi. Bằng này. Bằng chưa gọi tiếp gấp lại tiếp nhà để nó gấp nó đi. Bà tháo ra lại. Rồi tiếp gì nè? Để không tiếp có bài đó. Ừ, để mới bài gì đó. Đâu? Nè cái chẳng làm gấp nè, tiếp ngay này nè. Nè. Chưa ngay nè. Đo ngay thôi. Cái nè có xíu dài. Dễ mà. Dễ sao? Nè tiếp. Lần gấp chưa? Nè. Đó. Tiếp lần cái. Nè. Nè. Để coi mấy chú nằm đúng rồi. Con làm lộ một miếng, nó phải đầu này. Nghe đầu này nè. Đầu này nè. Đầu này, đây coi làm lại coi. Để làm lộ một miếng thôi. Cái đầu này nè. Nó rồi. Xuống chưa? Rồi. Xuống. Rồi kéo này lên, dỡ lên nè. Hất ngược lại đây. Thường ngày con sát luôn nè, Cha thường ngày con không biết ship bao. Tại con ship chị ngoại luôn nè. Ừ. Hai nhà ngoại cha con ship bao bay gì nè. Khoảng một miếng thôi, khoảng hai miếng, còn miếng à. Mày ship hai miếng này kìa. Đâu? Nè. Một miếng. Một miếng ở trên nè. Đây coi nè. Một miếng ở trên kéo lại, kéo lên sát này nè. Nè đè gấp nè, cháu nè đè cho nó ship lại xuống. Cha ngoại con hả cha? Ừ. Thường ngày nó nằm ở đây. Nè chưa? Dạ, được rồi. Rồi lật ngược lại. Cốc lại. Nè lấy cái cạnh này nè, cốc dạ. Cho đây lại. Cốc xét vô. Dạ. Ừ. Dưới này hả? Ừ, nó ốp cái nữa. Cốc cạnh này xét vô. Đăng đây. Rồi cái này đè lại, cái miếng này nè, cốc lại ngược lên. Nè. Miếng này vô. Ừ, đè lên. Ừ. Vậy này không hả? Thôi ăn qua đây ấp lại cái nữa. Bên đây hả? Chưa, làm chưa đều nè. Kéo lên cho đều coi nè. Xét kìa nè, cho đều. Rồi nha. Cho đều kìa nè. Bên đây hả? Rồi, ấp luôn, ấp cho đều vậy nè. Ấp nha. Ấp lại. Như này hả? Ở bên đó nữa. Rồi, bung ra. Bung ra. Bung này cái lỗ nè, kéo bung ra. Dạ. Này bung gì nè? Bung ra hả? Cái bung này ra. Nè. Ừ. Cái này là miệng nè, miệng cơm nè. Ừ, bung ép gì lại. Ép lại cái. Ép lại này hả? Ừ. À quên nữa. Miếng này nè, ép lại. Đè xuống. Hình vuông hả? Ừ, góc hình vuông chưa? Cái này là hình bữa cháo nè. Nè hình vuông nè, rồi gấp lại lại. Nè nè, lấy cạnh này nè. Cái này nè, úp lên đây lại. Cái nào?
dưới đây nè, góc này nè, kéo lên đây, kéo này nè, kéo đụng mấy trên đây nè, kéo đụng mấy trên đây nè. Dạ. Cái này phải không cha? Ừ. Kéo đụng mấy trên đây. Ờ, gắp cái đụng mấy trên đó đó. Nè, đụng mấy cái này hay chưa? Xong chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý rồi, đè xuống cho nó thẳng lại. Đó. Rồi, bên đây cái nữa lật ngược lại. Bên đây hả? Ừ, kéo lên lại cũng vậy cho nó đồng bên đây cái nữa. Tiếp lên. Tiếp này lên cho nó đồng ý trên đây. Dạ. Rồi xong chưa? Đè xuống, đè luôn cái tay đè cho nó siết lại hết, siết gấp lại. Ủa gì hết chưa? Nên gấp lại chưa? Ủa cái này giống con ếch vậy nha. Gấp đâu á? Rồi xong chưa? Dạ. Rồi bung ra lại. Bung ra cái lỗ nè, có lỗ đây nè. Ồ, có lỗ này hả? Ừ, bung ra. Bung ra. Thấy chưa? Ồ, nè. Nè. Đó. Lỗ đây nè, lỗ này nè. Cái nhà. Nè xuống. Nè, bung ra. Đó. Bung ra. Đó. Thánh gì vậy? Bung ra chưa? Rồi đó. Dạ. Rồi, kéo nó ra. Kéo này ra, kéo này ra, kéo ra, kéo ra. Nè, đè xuống, kéo ra, kéo này ra. Thấy cha mắc cười luôn à. Mắc cười không? Ừ. Thấy cha mắc cười luôn à. Đó. Không hả? Nè. Giữ ta. Đó. Ủa sao cha bung ra vậy chi vậy? Cha bung ra để tạo rồi đó. Ủa bung ra để dành đựng phèn gì vậy? Ừ. Đây là quầy nha bạn. Chiếc thiền. Chiếc thiền đó rồi, cái gì nữa? Chiếc thiền. Cái gì nữa? Muốn tô màu lên thì tô màu lên. Cái tô. Tô. Tô màu gì? Tô màu đỏ đi. Ủa cha tô làm sao cho? Con tô gì tô? Tô lên thiền này nè. Ủa cha. Làm hai con mắt nữa. Mới nghe cái thiền nghe con mắt luôn. Cái nào có thiền mà không có mắt đâu. Dạ. Màu đâu Nguyên? Nè, xong rồi nè. Ủa mà cũng không dọn được. Bung đít ra bung này nè. Cầm này nè, cầm này nè. Ừ, bung ra. Cầm hai tay cầm vậy nè. Bè tay nè. Nó. Ồ, dữ ta. Tư. Con tô màu gì? Ừ. Con tô mà đỏ. Ừ. Con mắt màu đỏ. À quên luôn, con mắt phải màu đen. Xếp lì nè, xếp lì nè, người ta hoang mắt trên đây nè. Xếp lì gì phải không? Ừ. Tô hai con mắt, con tô màu đen. Màu đỏ. Anh sao chưa? Ừ. Nó gửi cho mẹ anh cho. Mẹ tư, mẹ mở cửa đây. Ừ. Cho mở cho mẹ cho. Xong chưa? À. Còn nè. Uống hết rồi. Nó tiếp theo là bung ra. Sơn hai mắt hai bên chưa? Rồi. Làm rồi. Sơn mắt cho mọi người. Hay quá. Dạ. Nhắm cũng có mặt con. Cha đừng đứng được rồi nè. Tư tư. Đưa cái cây đen không ơi, cây đen phải không? Dạ. Đen làm vòng tròn hai mắt vào chân mày hai mắt cho nó đáng sợ.
con lấy chung màu mà thì có làm cho nó sợ gì đó, nó sợ được. Rồi, ồ hơi đáng sợ luôn. Ghê chưa? À, ghê luôn. Ủa là giống siêu nhân ông mới vậy. Này mấy con mắt bự vậy nè. Mắt mắt. Mắt hồn chưa vậy ai cũng sợ chứ. Chuyện mày đó, cái miệng. Cái miệng đâu cần thiền, nó cần miệng gì đó. Rồi. Ủa tới cái bè là gì? Bè rồi đó. Bè là bè, cái bè sao bye bye.